Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay cho Tony uh, đổi hướng về kênh này nha. Hôm nay thật ra cái câu chuyện này Tony cũng muốn kể chắc mấy bữa trước rồi, uh, nói về một cái gia đình cũng là bình thường như mọi gia đình mà mọi người mà có hay là cuộc sống của mình đó, um, cái này nó xảy ra cũng cỡ chắc một tuần trước rồi năm sáu ngày trước rồi. Thì trong cái gia đình này uh, thì họ có um, À, ba đứa con một người vợ một người chồng bà vợ thì 48 tuổi người chồng thì 46 tuổi một đứa con gái thì 17 tuổi một đứa con trai thì 12 tuổi và một đứa con gái nữa 10 tuổi thì cuộc sống của họ nó cũng bình thường như mọi người mà có gia đình nhưng mà ở sau đó nó có chuyện gì xảy ra thì cũng ai bao giờ biết được hết á thật ra mà nói thôi đi cũng nghe nhiều cái câu chuyện như vậy hồi thôi đi còn trẻ lắm nhưng mà thôi đi cũng không có bao giờ nghĩ ra mà con người mà cả ai có thể mà có khả năng để làm những điều gì như vậy đó thì cái gia đình này họ sống ở trong tiểu bang Hawaii ổng là có ổng là một người chiropractor tiếng việt là tôi không biết cái gì cái người mà bẻ xương bẻ tay cho thật ra cái nghề của ổng là một nghề là kiếm nhiều tiền lắm nhưng mà không biết tại sao đó cái gia đình này ông chồng thì ổng đã nợ trong mấy năm nay đã rợ nất là nhiều trong cái thời gian mà mấy năm nay qua đó thì ổng cứ càng ngày thì cái nợ của ổng nó càng lớn thì cái gia đình của ổng thì nó vẫn sống một cuộc sống bình thường lắm đối với mấy người mà biết họ trong gia đình của họ hay là mấy người mà ở kế, kế bên nhà của họ đó họ rất là một gia đình rất là bình thường ông chồng rất là thương vợ thất rất là thương con không nghĩ là cái chuyện này nó không có bao giờ xảy ra hết nhưng mà đã xảy ra thì ông chồng này đó ông đã quyết định là ông sẽ giết vợ của ông giết ba đứa ở trong cái câu chuyện này thì uh, tin tức nó nó không có nói mình biết được cái lý do mà tại sao ông nợ nần thôi cũng nghĩ là đa số mấy người mà có cuộc sống như vậy mà bình thường như vậy mà có một cái việc làm tốt đẹp có một gia đình như vậy đó chỉ có một cách nợ nần thì họ thôi chỉ nghĩ là chỉ có cờ bạc thôi trong cái thời gian mà trong uh, cuộc sống của tôi tôi cũng biết đã trải qua nó cũng có nhiều người Thôn cái đó quen cũng là bị về dính líu về cờ bạc mà nó 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 đã trải qua cuộc sống của họ như vậy nhưng mà tôi không có bao giờ mà nghĩ đến ai mà có thể có cái khả năng để mà giết, giết gia đình của mình giết con cái của mình cái này là cũng là mình đã sống với họ mười vợ con của mình á mấy chục năm rồi con của mình là mười mấy năm rồi mà cũng có được cái gì đó đó nó khiến con người của mình đến để lúc nào đó mình có thể mình làm những điều như vậy thôi nó cũng không biết được ông bà cô chú anh chị em thật là một cái này cái cái chuyện này nó làm thôi cũng thắc mắc lắm tại vì đối với mình cuộc sống của mình nó rất là quan trọng thôi nói thiệt bây giờ vì mình có bao nhiêu tiền hay là mình có cái gì đó trong cuộc sống của mình nó không có gì mà nó đáng để cho mình làm những điều như vậy đó ông bà cô chú anh chị em đối với Tony tiền bạc bữa nay mình có thể mình có nhiều lắm ngày mai mình cũng thể mất được hết Tony đã trải qua trong cuộc đời của Tony hai hai lần rồi you know cũng như là Tony nói mất hết á, từ đến lúc mà nói là chỉ có đủ sống mỗi ngày thôi qua ngày thôi mà Tony cũng không có bao giờ nghĩ là Tony cũng có thể nào mà Tony giết bản thân của Tony hay là hại đến một người nào đó nhưng mà cái cái con nhiều khi cũng không có biết cái suy nghĩ của mỗi người đó ra sao cho nhiều khi Thông hỏi thiệt với ông bà cô chú anh chị em á, Mình có bao giờ mình bị trong cái hoàn cảnh nào như vậy Mà để cho mình có cái suy nghĩ Mình mình có thể mình giết hại Những người thân của mình, con cái của mình Rồi chính bản thân của mình nữa Quá ích kỷ đi ông bà cô chú anh chị em Nếu như mà mình Tuyến bản thân của mình là mình người đàn ông Mình đã giữ cái gia đình này trong hai mấy chục năm nay với vợ của ổng đứa con của mình 17 tuổi đến, đến 12 đến 10 tuổi mình đã nuôi đến, đến cái tuổi đó rồi bây giờ mình có nợ nần gì nữa nếu mà mình muốn làm cái gì đó đó thì mình phải tự giải quyết bản thân của mình ổng nói cái nợ cái này cái ông chồng là nợ tại vì ổng là một người đàn ông ổng là một người ổng phải lãnh về những gì mà ổng đã ổng đã đem tới cái gia đình của ổng mà tại sao ổng không tự ổng giết bản thân của ổng mà ổng tự giết vợ con của ổng cái của ổng hết luôn ổng nói là không có thể nào mà ai lo lắng được vợ của ổng với là con của ổng bằng ổng hết á mà cái này đó là cái nợ này là tính bản thân của ổng ổng đem ra thông nên cũng không hiểu cái suy nghĩ của một người ích kỷ như vậy thông nên nói thiệt á, thật ra thông nên thấy là ổng là rất là hèn chứ nếu á, mà ổng có đủ khả năng á, mà ổng làm những gì để ổng đem đến gia đình của ổng thì chính bản thân của ông á, anh phải tự biết giải quyết làm sao Chứ Tony nghĩ là chắc một người bình thường không có ai mà bao giờ nghĩ đến mà mình làm điều như vậy. Tony cũng không hiểu thiệt. Cái này mà cái nợ mà ổng đang thiếu là ổng ông, ông đang thuế cho cái cho sở thế của nước Mỹ, IRS. Nghĩa là mình có thể mình chở góp hay là cuộc sống của mình cũng vẫn là bình thường. Mình không có thể nào mà viết hết gia đình của mình về một cái nợ mình thiếu đối với ai hay cái gì đó. Đối với nhiều người hồi trước ý bên xã hội đen cái gì đó, nó lúc nào cũng vậy. Nó cũng có cách để giải quyết. Chứ mình đi giết gia đình của mình mình giết bản thân của mình mình không có trốn được cái gì hết đó ông bà cô chú anh chị em còn một điều mà ổng ông đã nói với gia đình dòng họ của ổng trong một năm trước nữa rồi đó là ổng có cái suy nghĩ là ổng sẽ giết gia đình của ổng giết bản thân của ổng để giải quyết những cái nợ nần mà ổng đã hiện tại ổng đang có bây giờ đó nhưng mà thôi nó cũng không hiểu nữa tại sao dòng họ gia đình của ổng không có ai báo cho cảnh sát không có ai báo cho dòng họ không có ai mà quan tâm đến những gì mà ổng đã nói hồi trước đó nữa đó để cho nó xảy ra ngày hôm nay như vậy thôi cũng không hiểu được cái nhiều khi ở trên đời này có nhiều mình có nhiều người họ quan tâm những gì trong cuộc sống của họ thôi à. họ không nghĩ đến người khác họ chỉ quan tâm những gì mà họ có trong cuộc đời của họ thí dụ như tiền bạc cái gì tiếng tâm cái những cái lợi lộc riêng bản thân của họ họ không nghĩ đến người khác có nhiều khi thôi nên nghĩ qua nghĩ lại hoài cũng như là cuộc sống của mình có nhiều cái nó rất là hạnh phúc cũng như là một cái gia đình mình có tuy là mình không có giàu hơn người này tuy là mình không có được hơn người kia nhưng những gì mà mình có đó nó quá đủ rồi trong cái tình thương trong cái gia đình từ con cái của mình những gì mình có đó thật ra là mình rất là giàu hơn nhiều người mà đã có nhiều tiền hơn mình nữa đó chứ không phải là nó đơn giản như như mọi người nghĩ là vì sống vì qua cuộc sống của mình đó. nó vì là đồng tiền nó vì là mặt mũi những gì là mình có Thôn cũng thắc mắc về những điều mà trong cái câu chuyện này nó xảy ra lắm. Ông đã nói với bà con dòng họ của ông, cái hoàn cảnh của ông là ông có thể ông giết gia đình của ông. Nhưng mà không ai quan tâm hết á. Để chừng nó xảy ra rồi đó thì họ mới nói là ông đã nói ra những điều gì ông đã, ông hiện ông đã làm rồi đó, một năm trước rồi. Nhưng mà tại sao dòng họ sẵn đây cho tôi kể câu chuyện mà hồi đó Tony chứ cũng 23, 24 tuổi, Tony còn đi chơi trong cái thời gian đó đi có một đám bạn ở ở dưới uh, LA á thì ở dưới Nam Cali đó thì hồi hồi đó ai cũng còn trẻ trong cái dưới đó là có bảy đứa hồi nó lên San Jose nó chơi trong cái thời gian đó tại vì bạn của đi hồi đó cũng có uh, một mối làm ăn gì cái tuổi nó không có quan thân Thoni chỉ quen nó được uh, trong mấy tháng thôi trong cái thời gian đó thôi nhưng mà cái tên này Thoni cũng quên rồi tại nó lâu quá cũng có 25 năm rồi ông bà cô chú anh chị em thì đó trong trong cái đám bạn đó bảy đứa đó, có hai đứa này thôi đi cũng như là trong cái đám người đó lúc nào mình chơi đó, cũng có một hai người mình quen mình thân lắm nó im lặng lắm nó là một người rất là ít nói chuyện trong chỉ biết được nó chỉ có là một đứa bạn gái mà hai đứa này họ rất là thương nhau hồi đó nó kể thôi lên câu chuyện của nó nhưng mà cái một điều đó, nó là một người qua đây cũng như là uh, không có được không có đi học không một người đàng hoàng đại khái như vậy đó. thì cha mẹ cái đứa con gái này đó thì không có không có đồng ý cái, cái bạn gái của nó là cặp với nó thì thôi chí uh, kể ông bà cô chú anh chị em sơ qua vậy thôi chắc cái, cái 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 nhiều cái chuyện như vậy chắc nó xảy ra trong người việt của mình là rất là nhiều phải không thì trong ba uh, 3 bốn năm sau đó thì nó à, mình không phải năm sau xin lỗi nha ba bốn tháng sau á thì thôi đi được nhận được một tin tức phòng cái đám bạn mà thôi đi quen đó, là cái thằng này với lại bạn gái của nó đã tự tử nhau ở trong cái phòng mà họ đã, đã đã, sống nhau trong mấy bữa sau, trong mấy bữa đó không có ai kiếm ra được thì hai đứa nó đã uống thuốc tự tử vì đứa cha mẹ của con này, này nó không đồng ý uh, cho đứa con gái của họ để, cặp với với cái cái, cái, cái người này nè thì thôi nó cũng không có bao giờ nghĩ là một chuyện như vậy để cho họ làm những điều như vậy mà trên đời này nó cũng có cái gì đó đó nó đem đến những cái suy nghĩ mà tối tâm đến đối đối với mọi người hết đó ông bà cô chú anh chị em Tôi không biết được trên đời này không biết có, có nhiều người có tin về những cái gì đó mà nó nó đang sống ở trên thế giới này nè mà mỗi lần mà mấy người mà có suy nghĩ gì với vẫn hay làm cái gì đó nó họ lúc nào nó cũng nằm bên lỗ tai của mình đó. nó xuống dưới suối mình làm những điều gì như vậy đó tôi không biết tôi không biết những cái nhiều khi mỗi người cái suy nghĩ nó ra sao nhưng mà không thấy không có trên đời này không có gì mà nó đáng để cho mình lấy mạng của mình hay là mình lấy lại mạng của một người nào đó hay là ông bà cô chú anh chị em hiểu không tony không biết mỗi người có cuộc sống nó ra sao đối với tony tony thấy trên đời này nó không có gì bằng cái cuộc sống của mình hết mình có nhiều mỗi người ai cũng vậy đó, có một cái gì đó rất là quan trọng đối với 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 bản thân của mình chỉ có là đối với mình mình không có nhìn nhận xét ra được thôi chứ đối với nhiều người người ta có tiền hay là có cái gì đó hay là có cái gì đó đó họ thèm những gì mà mình đang có đó. chứ không phải là họ không thèm đâu chứ tony cứ nói hoài trên mạng cũng nhiều lắm rồi phải không ông bà cô chú anh chị em có nhiều khi á những gì mà mọi người họ kiếm á, họ mãi mãi kiếm hoài kiếm mãi họ không có nhưng mà những gì mà họ có đó thiếu cha gì người trên trên thế trên trên thế đất này ta muốn những gì họ có mà cái đó không phải là vì tiền bạc nữa đó chỉ có nhìn qua cái cuộc sống của họ hạnh phúc hay là cái gì đó cái vui vẻ trong cuộc sống của mình đó là nó quan trọng nhất trên thế giới trên đời này ông bà cô chú anh chị em thôi bữa nay cha thon nên làm cái video ngắn lắm nha thật ra mà nói um, Tony biết bữa nay là Tony trước sau gì không sẽ bị chửi <laughs> Phải không? Nhưng mà thôi, bữa nay cho Tony làm cái video nó im lặng một chút xíu đi Rồi ngày mai Tony sẽ trở lại nói tiếp về những gì mà Tony đã nói mấy bữa nay Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em nha